Mẫu này thì có cải tiến thêm chức năng. Hai phiên bản này, một phiên bản có khóa vân tay và một phiên bản không có khóa vân tay. Wow, túi Kalanchoe này có thêm màu mới hả anh? Màu này, hai màu này mình từng review nhiều rồi mà em, nhưng mà trước giờ anh review là riêng lẻ từng cái. Bây giờ là mình là một cặp nhau luôn nè. Phiên bản túi Kalanchoe này của mình thì sẽ có rất nhiều màu, mà màu mà trường tồn nhất mà theo Kỳ Lân đánh giá đó chính là màu đen và màu nâu. Từ chất lê da Togo hoặc là da Epsom, da Swiss. Nhưng mà da mẫu da Togo này thì được rất nhiều khách chọn lựa. Và mẫu này sẽ có mẫu full da cá sấu nữa, nhưng mà giá trị sẽ cao hơn, nên mà được sự chọn lựa mix giữa da Togo với da cá hoặc là full da Togo này. Tay cầm thì bằng da cá là cũng là một sự chọn lựa hàng đầu trong sản phẩm túi Kalanchoe này. Và cũng mẫu túi Kalanchoe này trước đây anh từng review rất nhiều chất liệu da full da cá sấu này, hoặc là hai bên này nè là da Togo, nhưng hai mặt chính này là mình làm da cá sấu của, giống như là của em ấy. Em nhìn mấy sản phẩm hơi mệt chưa? Ừ đó, đây như đây nè, hai bên là da Swiss nè, mềm mại êm ái nè, và hai bên là da cá nè. Da cá này da cá độc bản. Những con da này thì tất nhiên nhà thuật da sẽ có nhiều loại, là 1, loại 2, 3, loại 4. Thì Kỳ Lân sẽ chọn những con da loại 1 đẹp nhất, không tì vết, để tạo nên những sản phẩm cao cấp. Mà bởi vì Kỳ Lân là đơn vị chuyên về hàng cao cấp luxury, tiêu chí của Kỳ Lân là phải tinh tế, hoàn thiện tỉ mỉ những gì tinh hoa nhất, đẹp nhất. Vì vậy Kỳ Lân sẽ chọn những con da đẹp nhất trong phân khúc loại 1 đẹp và tạo nên những sản phẩm đẳng cấp sang trọng thượng lưu như vậy. Và với mẫu này thì có cải tiến thêm chức năng. Đố em cải tiến chức năng gì? Dạ anh, đó chính là mở khóa vân tay. Đây, hai phiên bản này, một phiên bản có khóa vân tay và một phiên bản không có khóa vân tay. Cái màu nâu này là phiên bản kéo khóa bình thường, không có khóa vân tay. Còn màu đen là có khóa vân tay ở trên đầu này. Ngay dưới phần quay sách sẽ có một khóa vân tay kéo ra. Và một điểm cải tiến nữa mình ơi. Dạ là gì đó anh? Là ở bên trong này nè em. Những phiên bản trước là mình trong này mình để trống hết. À em thấy rồi, có thêm một ngăn khóa phụ đúng không anh? Không, hai ngăn. Ở trước là có trống hết, nhưng mà có một ngăn bên này nè kéo, hoặc là một ngăn bên này đựng những giấy tờ thôi. Và ở ngoài nó sẽ có những ngăn nhỏ để đựng thẻ ATM, căn cước công dân, vân vân. Bây giờ mình cải tiến thêm là có thêm một ngăn phụ kéo nữa, một ngăn phụ bên trong là hai ngăn để mình đựng những cái đồ quan trọng nha. Còn trên tay quay cầm thì mình sẽ thấy là logo vương miện của Kỳ Lân nè, logo vương miện bằng vàng nguyên khối AO750, có 3 viên kim cương trong cái vương miện. Vô vương miện này sẽ phù hợp với tất cả mọi người khi sở hữu chiếc túi Kalanchoe của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.